Em xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em lại về được thêm một lô các cái cục giải mã nữa nhá. Vâng, em lại đưa lên để quý vị xem và lựa chọn. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Vâng. Đầu tiên em xin giới thiệu chi tiết từng cục một nhá. Đây là con X9A nhá. Con này là dòng đời cao đấy, X9A. Con này là giá của nó là 1 triệu 9 nhá. 1 triệu 9, dạ vâng, đây. Đấy. Con này chỉ bị hơi bị một tí tí này thôi, không vấn đề gì đấy. Đấy, dùng keo gắn vào đây nó phát xong. Vâng. Đấy, đây. Con này có cả cầu nhá, con này có cả cầu này. Công suất 55W này. Có cả cầu nhá. Vâng, đấy. Đây đường quang in quang ao đây, vâng, quang in quang ao cắm nếu mà từ tivi cắm xuống đây để làm giải mã là vào quang in này. Sau đó ở đầu ao thì lấy đường tép ao hoặc là đường đây đường tép ao hoặc là đường CDR ao nhá. Hai đường đấy quý vị cắm xuống dưới đây âm ly nhá. Ở mặt trước thì có từ input thì quý vị chuyển sang bao giờ có từ digital thì thôi nhá. Vâng, đấy. Con này mặt mũi đẹp ok luôn nhá. Vâng. Đấy. Quý vị nào lấy alo cho em nhá. Vâng. Đấy, giá của nó là 1 triệu 9 nhá. Tiếp theo là con 7GXDV nhá. Vâng, 7GXDV đây. Vâng, đấy. Đấy, mặt mũi đây ok đây nhá. Vâng. Đây, con này của nó. Đây. Con này mặt mũi của nó đây. Đấy, đít đây. Con này của nó công suất của nó là 65W nhá. Vâng. Đây, con này thì gồm có cổng quang in quang out đây. Vâng. Đấy, con này có thể thêm tính năng làm thêm đường thành bộ 5.1 được nhá. Đấy, con này nó rất là ấy nhá. Quý vị có thể đấu loa vào đây để làm đấu các loa Buxell nhỏ vào đây nhá. Đấy. Thì khi đấu loa Buxell nhỏ thì có thể chỉnh volume nhá, còn khi không đấu loa vào thì chỉnh volume lên không tác dụng nhá quý vị nhá. Quý vị nhớ đấy. Vâng, và khi cắm vào cơ cổng quang in thì đằng trước vẫn là ở đường input đây, chuyển vào đường digital đây nhá. Dạ vâng, con tất cả các dòng này là em bao test chạy CD. Vâng, bao test giải mã và bao test phát nhạc qua điện thoại nhá. Đấy. Ok nhá, và bao công suất nhá. Vâng, đấy. Đây nút nguồn đây. Giá của con 7GXDV nhá là 1 triệu 650 nghìn. 1 triệu 650 nghìn quý vị nhá. Vâng. Đấy. Tiếp đến em xin giới thiệu con này con X7 nhá. X7. Vâng. Giá của con X7 này là 1 triệu 150 nghìn nhá. 1 triệu 150 nghìn. Vâng. Đấy. Cũng input đây chuyển sang digital nhá. Đấy, mặt mũi đẹp rồi. Vâng. Đấy. Đây. Đấy cũng của đường quang ra tiếp của cắm vào đường quang in này, sau đó lấy cổng ra ở tiếp out này hoặc CDR out nhá. Vâng. Đấy, ok nhá. Đây, con X7 này cũng thế nhá. Con X7 này cũng 1 triệu 150 nghìn, nhưng con X7 này là nó hơi bị sứt một cái đầu. Đấy, bù lại thì trên mặt nó cũng đẹp. Vâng. Mặt mũi trước thì nó cũng đẹp. Vâng. Đấy, em vẫn để ra đấy nhá. 1 triệu 150 nghìn. Vâng. Con V77 nhá. V77. Vâng. V77. Con này của nó là 1 triệu 350 nghìn nhá quý vị nhá. 1 triệu 350 nghìn. Vâng. Em xem công suất của nó nào. Mặt mũi nó ok luôn. Đấy. Công suất của nó 55W nhá. Vâng. 1 triệu 350 nghìn nhá. Đây, cổng quang in đây. Vẫn lấy ra đường CDR out và tape out ra xuống âm ly nhá. Đấy. Mặt trước thì cũng là đây cái nút này đây, nút AZ đây thì cái chính ấn nút này là để vào đường digital nhá quý vị nhá. Đấy. Đấy. Tiếp theo là em xin giới thiệu con 7GXDV nhá. 7GXDV, vâng, con này giá cũng thế thôi. Vâng, 1 triệu 650 nghìn nhá. Vâng. Đấy. Em về được mấy con như thế này nhá. Đấy. Quý vị nào lấy con nào thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581 nhé. Vâng. Chốt con nào thì alo cho em con đấy. Em sẽ đi lượt lại một vòng nhé. Đấy. 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 Quý vị xem con nào chụp ảnh cho em nhé. Chụp ảnh gửi Zalo cho em nhé. Cho chắc chắn hoặc là đọc tên và giá nhé. Đọc tên và giá nhé. Đấy. Đọc tên và giá cho em nhé. Ok nhé. Vâng. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581 nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo. Vâng, em xin cảm ơn.